Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thúy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Rồi chào em. Dạ em chào anh Tấn. Em chào quý cô chú, quý anh chị trên toàn quốc ha. Hôm nay sẽ tí mai vàng có về lô mai giả Thủ Đức. Mong quý cô chú nhấn chút thời gian ủng hộ và xem hết clip và ủng hộ giùm shop em ạ. Hình thức của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc ạ. Rồi. Dạ. Rồi, sau đây em giao lưu cây số 31 ạ. Rồi, đầu clip là mã số 31 ha. Dạ. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Thúy ha. Quý vị có chốt nguyên lô thì sẽ có giá xỉ cho quý vị luôn nha. Dạ. Rồi, chiều cao em đó. Cây số 31. Rồi, cao. Chiều cao là 74. Rồi. Hoành luôn em. Dạ, hoành là 17. Rồi, xe luôn. Cây số 31 con xin giao lưu 450 ạ. Rồi, đấy là quý vị. 450 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, cây số 32. 32. Chiều cao luôn. Chiều cao là 61. Rồi, hoành luôn em. Dạ, hoành là 16. Rồi, xoay luôn. Rồi, cây này em xin giao lưu 400 ạ. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 33. Cây số 33. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 101. Rồi, hoành luôn em. Hoành là 20,5. Rồi, xe luôn. Cây này em xin giao lưu là 550 ạ. Rồi, xuống coi để luôn quý vị. Để em nói đây ha. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 34 ha. Chiều cao là 94. Rồi, hoành luôn em. Hoành là 14,5. Rồi, xe luôn. Rồi, cây này em xin giao lưu 300 ạ. Rồi, xuống đế luôn quý vị. Rồi, xuống cây 300.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cây số 35. Rồi, 35. Cao luôn. Chiều cao là 98. Rồi, hoành luôn. Rồi, hoành là 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, cây này em xin giao lưu 450 ạ. Rồi, xuống đế luôn quý vị. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 36. Chiều cao là 82. Rồi, hoành luôn. Hoành là 15,5. Rồi, 15,5. Rồi, cây này em xin giao lưu 400 ạ. 400.000 quý vị. Quý vị xem đến cái ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 37 ha. Cây số 37. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 78. Rồi. Hoành là 19. Rồi, xe luôn em. Cái này em xin giao lưu 500 ạ. Rồi, 500 cái gì là đế nè. Để cũng đẹp đây ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên một cây dáng bay luôn cả nhà ơi. 38 ha. Dạ, cây số 38. Rồi, cho chiều dài em nói luôn. Chiều dài là 97. Rồi, hoành luôn em. Hoành là 16,5. Rồi, cái này em giao lưu 450 ạ. Rồi, chúng ta xem đế nữa nha quý vị. Đế đây 450 ha. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 39. Rồi, 39. Cao luôn. Chiều cao là 93. Rồi, hoành luôn em. Hoành là 16,5. Rồi, cây này em giao lưu 450 ạ. Rồi. Rồi, cây 39 em giao lưu 450 nha các nhà. Rồi, 39 450. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. Rồi. Lên 40 luôn ha. Cây số 40. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 95. Rồi, tay cành quá xa ha. Hoành là 17,5. Rồi, xoay luôn. Cây này em xin giao lưu 500 ạ. 500 là quý vị ơi. Đấy, đẹp luôn rồi ha.
đẹp 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 500 rồi xuống cây rồi mã số 41 rồi cao luôn chiều cao là 97 rồi 97 rồi hoành luôn hoành là 17 rưỡi rồi xe xe rồi, luôn em cây này em xin giao đâu 400 rưỡi ạ 400 rưỡi quý vị tay cành cũng đẹp luôn ha cây số 41 400 rưỡi để đây rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn cây số 32 rồi 42 42 rồi cao luôn chiều cao là 94 rồi hoành luôn em hoành là 17 rồi rồi cây này em giao lưu 450 ạ rồi để luôn quý vị giao lưu 450 ha mã số 42 rồi xuống cây luôn rồi mã số tiếp theo luôn cây số 43 rồi 43 chiều cao luôn chiều cao là 90 rồi hoành luôn em hoành là 18 rưỡi rồi à, cái này em giao luôn 500 ạ 500 cái gì để luôn ha rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn cây số 44 rồi chiều cao luôn em chiều cao là 78 rồi hoành luôn hoành là 16 rồi, xe rồi xe cái luôn. Này em giao lưu 450 ạ rồi 450 mã số 44 ha để cũng đẹp nè quý vị rồi xuống cây luôn mã số tiếp theo 45 luôn cây số 45 rồi 45 cao luôn chiều cao là 85 rồi hoành luôn em hoành là 17 rồi xe xe luôn à, cây này em giao lưu 450 luôn ạ rồi 450 rồi để luôn quý vị ơi rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn cây 46 rồi 46 chiều cao là 75 rồi hoành luôn em hoành là 19 rồi xe xe rồi cây này em giao lưu 400 à 400 ngàn rồi để luôn quý vị để cái xe đều ha rồi xuống cây luôn rồi mã số tiếp theo cây số 47 47 cao luôn chiều cao là 76 rồi hoành luôn em hoành là 18 rồi xe xe luôn rồi cái này em giao lưu 450 nha rồi để luôn rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn 48 cao luôn chiều cao là 84 rồi hoành luôn em hoành là 17 rưỡi rồi 17 rưỡi rồi cái này em giao lưu 450 ạ rồi để luôn cái gì 450 ha để cũng đẹp nè rồi xuống cây cây rồi. Số 49 49 cao luôn chiều cao là 91 rồi hoành luôn em hoành là 15 rồi rồi cái này em xin giao lưu 350 thôi cả nhà rồi để đẹp nè quý vị rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn rồi tiếp theo cây số 450 50 chiều cao là 47 rồi hoành luôn hoành là 15 rưỡi cái này như nó tù trong mấy cái nắp này ha cây này làm giao lưu 400 nè cả nhà tù trong nắp nha quý vị xuống đế cái ha nhỏ một cái vỏ đế rồi, hết cầu luôn rồi xuống cây cây số 51 rồi 51 cao luôn chiều cao là 87 rồi 87 hoành luôn hoành là 17 rưỡi rồi xe xe rồi, luôn rồi cái này em xin giao lưu 450 luôn ạ rồi 450 cái gì xem đế cái ha rồi xuống cây rồi mã số tiếp theo luôn cây số 52 rồi cao luôn em chiều cao là 70 rồi 70 hoành luôn
Hoành là 17. Rồi 17. Cái này em giao lưu 450 à. Rồi để luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 50. Tiếp theo luôn. Cây 53. 53 cao luôn. Chiều cao là 85. Rồi hoành luôn em. Hoành 15,5. Rồi cây này em giao lưu 400 à. Rồi giao lưu 400 quý vị. Rồi xuống kế luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Cây mã tiếp 54. 54 rồi cao luôn. Chiều cao là 80. Rồi hoành luôn. Hoành là 16,5. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 450 à. Rồi 450 rồi quý vị. Để luôn quý vị. Để con đều đây ha. Rồi xuống cây. Cây 55. 55 chiều cao là 70. Rồi hoành luôn. Hoành là 18. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 400 à. Rồi để đây quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Cây 56. 56 cao luôn. Chiều cao là 87. Rồi hoành luôn. Hoành là 17. Rồi, rồi cây này em giao lưu 450 luôn ạ. À. Rồi để luôn quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp cây theo 57 luôn. Rồi cao luôn. Chiều cao là 90. Rồi hoành luôn. Hoành là 16,5. Rồi cây này em giao lưu 450 luôn ạ. À. Rồi 450 luôn ha. Xuống đế luôn rồi quý vị. Cây này cũng đẹp đây ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Cây tiếp theo cây 58. 58 cao luôn. Chiều cao là 90. Rồi hoành luôn. Hoành là 18. Rồi xoay xoay luôn em. Rồi cây này em giao lưu 450 luôn cả nhà ơi. Rồi 450. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo luôn. Cây 59. Rồi 59. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 109. Rồi hoành luôn em. Hoành là 18,5. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 450 à. Rồi để luôn quý vị. 450 ha. Rồi xuống cây. Rồi cây 60 cũng là cây cuối clip luôn nha cả nhà. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 89. Rồi hoành luôn em. Rồi hoành là 17. Rồi, xoay xoay rồi cái này giao lưu 450 luôn cả nhà ơi. Đồng giá 450 luôn. Thế cũng đẹp đây ha. Giá 450 thôi. Rồi cuối clip bây giờ là những nói quý vị không em. Dạ cuối clip em xin chúc quý cô chú quý anh chị được nhiều sức khỏe. Và mong quý cô chú quý anh chị nhấn chút thời gian xem hết clip và ủng hộ dùm shop em xin cảm ơn ạ. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Dạ. Yeah.